Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Mì tàu mình nghĩ chắc là khó làm lắm. Diễm đã làm thử rất là nhiều công thức, từ cách làm bằng máy cho tới làm bằng tay, thì Diễm rút ra cái công thức này. Mình có thể tự làm bằng tay cũng được, hoặc là dùng máy nè, rồi mình có thể dùng trứng hoặc không trứng. Rồi mì này á, mình làm mì xào giòn, ngon lắm luôn. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món mì tàu vừa dai vừa giòn sần sật này với Diễm nha. Đây là gói bột mà Diễm sử dụng. Thì bột mì để làm mì tàu á, mình có thể sử dụng bột mì đa dụng hay là bột bánh mì đều được. Bột bánh mì hay là bột mì số 13 á, thì nó sẽ có cái độ dai hơn. Bột mì Diễm dùng cái hàm lượng protein của nó là 12%. Mình cân ra là 250 gram ha. Cái cách đo bằng cup á, thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. Một trong những nguyên liệu để giúp cho sợi mì tàu có độ dai và giòn sần sật đó chính là nước tro tàu. Nước tro tàu á, nếu mà mình dùng với cái liều lượng đúng chuẩn thì không hề hại sức khỏe ha. Nếu mà mình không thích nước tro tàu á, thì mình có thể sử dụng muối nở để mình thay thế. Muối nở dễ tìm hơn nước tro tàu, và muối nở á, khi dùng á, thì mình phải nướng nó lên. Mình bật cái lò nướng, không bật quạt nha. Và mình cho muối nở vào lò, mình mới bật nhiệt lên. Nhiệt độ là 120 độ C và mình nướng trong vòng 60 phút. Thì Diễm thấy nếu mà mình dùng muối nở hay là nước tro tàu, cái sợi mì nó đều dai giòn ngon như nhau. Về chất lỏng để cho vào bột á, thì tùy mình. Nếu mà mình ăn chay á, thì mình không dùng trứng cũng được. Nếu mà dùng trứng á, thì mình cho một cái trứng gà ha, mình cân, sau đó mình thêm nước vào, làm sao cho tổng cộng cái lượng trứng cộng với nước là 120 g. Còn nếu mà mình không có dùng trứng á, thì mình cân 110 g nước nha. Muối á, thì Diễm cho 3 g cho cái sợi mì nó được đậm đà. Nước tro tàu á, thì mình cho 1 muỗng cà phê là 6 g. Còn nếu mà mình dùng muối nở nướng á, thì mình cho 2 phần 3 muỗng cà phê là 2 g. Khuấy cho hỗn hợp tan đều rồi mình cho vào trong bột. Thì bây giờ á, Diễm chia sẻ cách làm bằng tay trước, tức là mình không cần dùng máy nhồi bột. Mình dùng cây đũa đó, mình khuấy theo một chiều và mình cho từ từ cái hỗn hợp chất lỏng vào. Mình cho tới khi hết chất lỏng á, thì mình cứ tiếp tục mình trộn nha, cho tới khi mà mình thấy là bột khô á, nó không còn nữa. Cái việc trộn này rất là quan trọng, giúp cho cái bột á, nó thấm đều với chất lỏng thì sợi mì nó sẽ đều hơn. Và Diễm lưu ý là cái hỗn hợp bột này nó phải khô. Đó, cái này Diễm trộn khoảng 2 phút á, thì mình thấy nó được như vậy. Thì bây giờ á, mình đeo bao tay vào và mình bóp ha, cho những cái bột này nó kết dính với nhau. Mì tàu á, mình làm á, thì bột nó phải khô, thì khi mà mình cắt á, cái sợi mì nó mới tơi ra, không mấy thì nó dính và lúc mà mình luộc mình ăn nó bị nhão, không có ngon. Đó, mình cứ nhồi tới khi nào mình thấy cái thau nó sạch luôn và không còn bột khô nữa. Khối bột lúc này nó rất là chắc và cứng nha, lưu ý là nó sẽ rất là khô. Thì bây giờ mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy lại cho thật là kín và mình để cho bột nghỉ 30 phút. Sau 30 phút á, mình quay lại mình nhồi thêm tí xíu nữa cho cái khối bột nó được mướt và mịn. Tiếp theo á, Diễm chia sẻ cái cách mình dùng máy nhồi. Thì cái máy á, nó to, vì vậy á, Diễm nhồi là gấp đôi cái công thức, tức là 500 g bột. Đầu tiên á, mình sẽ bật cái máy tốc độ thấp nhất luôn nha, tránh cho bột nó bay ra nhiều á. Và mình cho từ từ cái hỗn hợp chất lỏng vào. Diễm có lưu ý là nếu mà mình trộn bằng máy á, thì mình thay vì cái lượng chất lỏng tổng cộng là 240 g thì mình nên sử dụng khoảng 230 cho tới 235 g thôi. Tại vì máy á, nó nhồi bột á, dễ kết dính hơn là mình nhồi bằng tay. Khi mà mình thấy cái hỗn hợp chất lỏng nó đã thấm đều thì bắt đầu mình tăng cái tốc độ máy lên, Diễm tăng lên số 1. Và mình nhồi cho tới khi mà mình thấy bột á, nó kết dính lại với nhau tạo thành một khối. Và dưới cách nhồi bằng máy này á, thì mình chỉ cần nhồi một lần rồi mình đợi bột nghỉ từ 1 tới 3 tiếng là mình có thể mang mình đi cắt sợi mì được. Để Diễm quay gần cái khối bột nhồi đạt cho mình xem, nó phải kết dính thành một khối như vậy ha, mình sờ vào rất là chắc, cứng và hơi khô tí xíu cũng được nữa. Đó, như vậy thì Diễm thấy rất là chuẩn luôn. Mình túm cái khối bột cho nó chắc lại tí xíu, rồi mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình bọc lại cho thiệt là kín nha. Và mình để nghỉ ở nhiệt độ phòng ít nhất là 1 tiếng. Bột được nghỉ như vậy thì khối bột nó mướt và nó mịn hơn.
Bột nhồi bằng tay á, Diễm để nghỉ được 30 phút rồi, thì bây giờ mình sẽ nhồi sơ lại. Đó cho những phần bột khô bên ngoài nó sẽ thấm đều hơn và khói bột nó cũng mịn hơn. Thời gian rất là nhanh ha, khoảng chừng 1 phút à. Đó mình cứ túm ở ngoài vô trong như vậy thôi. Bột này á, cái lúc đầu mình sẽ thấy rất là khô, nhưng mà mình cứ cho nó nghỉ và mình bọc kính lại thì mình thấy bắt đầu á, nó sẽ thấm nước và nó mềm hơn. Bây giờ nhìn mướt hơn hồi nãy rồi nè. Rồi mình cũng lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình bọc bột lại cho thật là kín. Mình để cho bột nghỉ ở nhiệt độ phòng từ 1 cho tới 3 tiếng là mình mang mình đi cắt sợi mì được. Hôm nay á, Diễm sẽ sử dụng cái máy làm mì Ý mà bằng tay ha, để Diễm cắt mì. Diễm thấy rất là tiện luôn. Cái máy này á, thì Diễm mua ở Klaunsen, rẻ lắm. Nếu mà mình thích ăn mì tàu á, mình nên có một cái máy này. Diễm thấy tiện hơn là cái máy làm mì Philips nhiều và làm nhanh lắm luôn. Máy này nó có nhiều số để mình canh chỉnh cái độ dày của bột á. Thì đầu tiên mình sẽ để ở cái số 0 để mình ép bột khoảng 2 lần cho cái bột nó được mướt, nó mịn hơn. Bột áo thì mình nên sử dụng tinh bột nha. Ở đây Diễm sử dụng tinh bột bắp. Nếu mà mình không có đó, mình dùng tinh bột năng cũng được. Bột sau khi mình đã để nghỉ khoảng 2-3 tiếng rồi thì mình lấy ra, mình cắt từng khối bột nha. Thì Diễm thấy một khối bột mình cắt khoảng 120g là mình mang mình ép vừa. Đừng có nên cắt to quá thì cái sợi mì nó rất là dài. Thì nếu mà một cái công thức á, mình chia cái khối bột ra làm 3 phần là Diễm thấy đều. Đó mình lấy ra và mình sẽ dùng tay đó mình ấn cho bột nó dẹp. Như vậy thì giúp cái máy á, nó ép được nhẹ nhàng hơn. Rồi mình cho vào trong cái máy này và mình ép thôi. Có cái máy này rồi á, Diễm làm mì giống như bị nghiện luôn á, tại vì dễ dàng quá đi và mì nó rất là ngon. Mình ép xong một lượt rồi ha, rồi bây giờ á, mình sẽ gấp đôi cái miếng bột này lại. Đó là như vậy, rồi mình dùng tay đó mình ấn cho nó dẹp ra tí xíu ha. Rồi mình ép lại thêm một lần nữa. Như vậy á, giúp cho cái sợi mì nó dai và nó mướt hơn. Cứ nhẹ nhàng làm thôi ha, miếng bột á, vừa đủ thì mình ép rất là nhẹ tay. Rồi bây giờ á, mình sẽ xếp cái miếng bột lại như vậy. Cũng gần như là gấp đôi đó, rồi cũng ấn cho nó dẹp. Và mình mang, mình ép lại lần nữa. Mình sẽ để cái miếng bột á, nó nằm ngang, là như vậy. Rồi mình ép thôi. Mình làm 3 lần như vậy là được. Sau lần này á, thì bắt đầu mình sẽ tăng cái số lên. Để mình ép cho bột nó mỏng hơn. Bây giờ Diễm sẽ tăng lên số 1. Rồi mình cho vào mình ép thôi. Thì nếu mà mình pha bột đúng á, mình không cần phải cho bột áo. Mình sẽ cho bột áo á, lúc cuối cùng. Đó cứ ép một lần rồi mình bắt đầu mình tăng số. Bây giờ Diễm tăng lên số 2 nè. Bột nó sẽ được ép mỏng ra từ từ. Làm nhanh lắm luôn á. Còn nếu mà mình không có cái máy này thì mình có thể dùng cái cây cán bột mình cán cho bột mỏng. Thì mình có thể xem video Diễm có chia sẻ trước đây rồi. Diễm để link ở phần miêu tả video nha. Mình cán bằng tay thì nó cực hơn, tại vì không thể nào mỏng bằng cái máy này được. Khi mà bột bắt đầu nó dài và nó mỏng thì mình cầm lên như vậy nè, nó dễ dàng để mình cho vào cái chỗ phần để nó ép hơn. Dùng cái tay của mình đó, mình nâng cái miếng bột. Đó, bây giờ Diễm sẽ bật lên số 5 nha. Lúc này thì bột nó đã mỏng hơn rất là nhiều. Diễm làm cái này mà Victor nhà Diễm nó thích lắm. Lúc nào nó cũng muốn lợi nó quay cái trục này giùm mẹ hết. Và bây giờ mình sẽ ép một lần nữa là bắt đầu mình cắt cái sợi mì được. Thì Diễm sẽ chỉnh lên số 6. Còn nếu mà mình muốn ăn cái sợi mì nó nhuyễn hơn nữa thì mình có thể dùng số 7 nha. Diễm sẽ lấy một ít tinh bột bắp á, Diễm phủ đều lên hai mặt của cái miếng bột luôn. Một cái miếng bột khoảng 120g á, thì mình làm cái sợi mì á, nó dài khoảng cỡ gần 50cm luôn á. Vì vậy Diễm thấy là như vậy vừa đủ. Sau khi phủ bột đều hết rồi đó, đó thì mình dùng cái bàn tay của mình đó, mình nâng miếng bột lên như vậy. Cầm rất là dễ dàng. Rồi mình cho vào máy và mình ép lần cuối trước khi mà mình cắt ra thành từng sợi. Sau khi xong rồi thì Diễm sẽ đổi cái trục quay nè sang cái chỗ để mình cắt mì. Máy này nó nhỏ gọn và cách sử dụng cũng rất là đơn giản.
đơn giản hơn là máy làm mì Philips. Mình cầm mì lên như vậy và mình cho vào trong cái khe để mình cắt cái sợi mì ra. Cắt nhanh lắm luôn á. Và mình thấy khi mà mình trộn bột đúng chuẩn thì sợi mì cắt ra nó sẽ tơi ra. Còn nếu mà bột nó hơi ướt á, thì lúc mà cắt ra Diễm thấy á, sợi mì nó sẽ bị dính lại với nhau từng đôi một á. Như vậy cũng được, nhưng mà cực cái là mình phải đứng mình tơi nó ra. Trong khi như bột khô ráo á, thì mình cầm nó đã tơi rồi. Và mình chỉ cần phủ thêm một tí xíu tinh bột bắp để cho mình bảo quản nó không có bị dính á. Tại vì cái này á, mình để càng lâu thì cái sợi mì nó sẽ càng mềm ra. Vậy mình cần một tí xíu bột áo. Sau đó mình sẽ cuộn mì lại, rồi mình cho vào trong hộp hoặc là mình cho vào trong túi ni lông á, mình bảo quản. Diễm á, thì Diễm làm á, một công thức bột như vậy á, được 8 cái cuộn mì. Mỗi cuộn nó khoảng từ 45 cho tới 50 gram. Và mình sẽ mang, mình cất vào trong tủ lạnh một ngày nha. Diễm thấy như vậy cái sợi mì nó mới dai ngon. Và mình có thể bảo quản trong tủ lạnh tối đa được 7 ngày. Hoặc là mình có thể bảo quản trong tủ đông đá được 3 tháng. Khi ăn á, thì mình lấy ra cho nó tan mềm, tiện lắm luôn. Đây là mì mà Diễm đã cất vào trong tủ lạnh được 1 ngày rồi nè. Mình thấy hai màu mì khác nhau. Đây là mì Diễm dùng có trứng, còn đây là mì không có trứng. Mì không có trứng á, mình thấy cái màu nó sẽ sáng hơn. Và khi ăn á, thì Diễm thấy nó không có cái vị ngon như là mình dùng có trứng. Nếu mà mình ăn chay thì mình không dùng cũng được ha. Nhưng mà nếu mà ăn được trứng á, thì mình nên có sẽ ngon hơn. Và mì á, khi mà mình trụng hay là mình làm mì xào giòn mình chiên á, mình đều phải tơi cho nó ra nha. Trụng mì á, thì mình sẽ dùng nước thật là sôi. Nước sôi sùng sục á, mình cho mì vào. Và mình dùng đũa đó, mình tơi nó ra. Mình đợi cho mì nó vừa nổi lên trên mặt nước là mình vớt ra liền. Mình đừng có trụng lâu quá thì mất đi cái độ dai giòn của sợi mì. Tại tí xíu nữa mình còn cho cái nước súp nóng vào nữa. Còn nếu mà mình ăn mì khô á, thì mình có thể trụng lâu hơn tí xíu. Thời gian chắc khoảng chừng 30 cho tới 45 giây à. Để Diễm quay kỹ sợi mì cho mình xem. Khi mà mình kéo ra thì sợi mì rất là dai và đàn hồi tốt lắm luôn. Còn nếu mình muốn làm mì xào giòn thì rất là dễ. Diễm dùng cái nồi, cái đường kính của nó là 18 cm. Mình cho 1/3 cái lượng dầu thôi nha. Và mình thả mì vô theo một vòng như vậy. Nhiệt độ là 170 độ C. Mình chiên khoảng từ 45 cho tới 50 giây. Một lần chiên như vậy thì Diễm dùng một cái giấc mì, nó khoảng 50 g. Khi mà mình thấy mì nó nổi lên thì mình ấn nó xuống ha, giúp cho cái sợi mì nó ngập dầu thì nó được vàng đều. Mình vớt ra, mình để ra một cái rổ cho nó ráo dầu. Và mình có thể chiên sẵn, mình để được từ 1 cho tới 2 ngày vẫn còn giòn rụm luôn. Ở đây Diễm có hai cái dĩa mì, một bên là mì có trứng ha và một bên là mì không dùng trứng. Như mình thấy sợi mì có trứng nó sẽ to hơn là mì không dùng trứng. Mặc dù lúc ép bột Diễm cùng sử dụng số 6. Và khi ăn Diễm thấy mì không dùng trứng nó có một cái độ giòn và nó chắc. Trong khi mì mà mình dùng trứng thì nó sẽ rất là giòn và nó xốp, thơm lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món mì tàu. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn của là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.